Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ chơi 8 trò. Đầu tiên là trò NoOneEscape. Lặn sao không một người nào có thể thoát khỏi vòng tay của ta. Kiểu vậy đó mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, like và chia sẻ cho mình nhé. Để mình có một cái động lực to lớn làm nhiều game hay phục vụ mấy bạn nhé. Mấy bạn, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Rồi, mình biến thành quái vật rồi. Mình sẽ đi săn đồng đội. Bóp chạy nhanh dữ trời. Đứng bên cạnh luôn các bạn.